Mời quý vị và các bạn đón xem trận đấu đơn giữa anh Tuấn Anh, câu lạc bộ Tân Thanh và Bắc Thập, câu lạc bộ Khuyến Nông Triệu Sơn. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi set đấu thứ nhất. Trận đấu bắt đầu với set đầu tiên. Phải nói rằng là U trên 60 nhưng với cú giao Kenta và Dinh Ninh rất là đặc biệt. Đây các quý vị các bạn thấy khi sử dụng kỹ thuật mổ của Dinh Ninh và Kenta thì hầu như vận động viên Tuấn Anh bị bung lên. Lại rất may. Cú mổ canh ta ngược đấy. Cú giao bóng quá hiểm hóc. Sau trận đấu này thì những vận động viên Tân Thanh nào có thể giao lưu tiếp với bác thì chọn lựa vì cú giao bóng quá hiểm hóc. Phần thắng riêng nghiêng về đội Khuyến Nông. Mặc dù là U trên 60 rồi, quý vị và các bạn thấy những cái cú giao bóng mổ của Kenta cũng như kiểu phong cách của Dinh thì quý vị và các bạn thấy rất là hiểm hóc, rất khó để đỡ được những quả giao bóng đấy. Hy vọng là trận đấu này sẽ rất là nhiều đối thủ có thể đến để cọ sát. Đó, các bạn thấy lên xuống rất là thất thường. Lại xuống nữa. Pha rơi công rất là tuyệt vời. Năm điều rồi.
đẩy xuống thì hơi hất lên. Rất hay. Quả có đấy. Lên rồi, lên rồi. Trời ơi. Tỷ số 2-0 nghiêng về đội Khuyến Nông Triệu Sơn.